qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 88 tuổi, Dương Khiết, mẹ đẻ của bộ phim kinh điển Tây Du Ký 1986, từng mất 6 năm để dàn dựng bộ phim thần thoại đầu tiên Tây Du Ký trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Đến nay, bộ phim đã trở thành tác phẩm kinh điển gắn bó với tên tuổi của bà trong suốt hàng chục năm qua. Hành trình làm phim của bà từng được ví như con đường thỉnh kinh đầy gian nan của thầy trò Đường Tăng, với không ít những vất vả, thiếu thốn và cả những sự kiện tâm linh huyền bí. Trong cuốn tự truyện của mình, Con đường Tây Du 30 năm của tôi, xin hỏi đường ở nơi đâu? Dương Khiết từng kể lại hai sự kiện kỳ lạ mà đoàn phim gặp phải, khiến bà vẫn tin linh hồn là có thật. Ký ức khó quên của đoàn phim Tây Du Ký 1986, hai lần gặp ma của đạo diễn Dương Khiết. Ngày 2 tháng 10 năm 1987, đoàn làm phim của Tây Du Ký đã đến Thanh Tây Lăng, lăng mộ hoàng đế Ung Chính thời nhà Thanh, để quay cảnh hoàng đế Đại Đường nghênh đón bốn thầy trò Đường Tăng. Từ Thiên Trúc thỉnh kinh trở về, đây chính là cảnh cuối cùng trong Tây Du Ký. Cảnh hoàng đế Đại Đường đưa tiễn Đường Tăng cũng được quay ở chỗ này. Cả hai lần quay, đoàn phim đều nghỉ tại nhà khách ở phụ cận Thanh Tây Lăng. Bước qua đại môn là một căn phòng lớn không khác nào cung điện, cửa chính của nó bị khóa chặt. Phía sau có vài ngôi nhà được xây sau này cho lữ khách ở lại. Lần trước, các nhân viên chủ chốt ở trong dãy nhà đầu tiên, những người khác thì ở tại một số phòng bên cạnh một khuôn viên trong nhà khách. Lần này, cả đoàn làm phim cùng ở tại khuôn viên trong nhà khách. Khi họ đến Tây Lăng, trời đã không còn sớm, mọi người liền cất hành lý rồi đến căng tin ăn cơm. Sau đó, đạo diễn Dương Khiết cùng Dương Bân trong vai Na Tra, Trì Trọng Thụy trong vai Đường Tăng rời nhà ăn trước. Giữa nhà ăn và nhà khách chính là dãy phòng mà đoàn làm phim nghỉ lại vào lần trước. Khoảng đất giữa dãy phòng và căn nhà phía trước mọc rất nhiều cây trúc, khiến nơi đây rất tối. Trong lần quay cảnh tiễn Đường Tăng lên đường sang Thiên Trúc thỉnh kinh, Trì Trọng Thụy chưa tham gia đoàn làm phim, nên lần này Dương Khiết đã chỉ cho Trì Trọng Thụy biết, đồng thời miêu tả lại bộ dạng nơi này khi họ tới lần trước. Đúng lúc họ đang trò chuyện, thì Dương Bân đột nhiên chỉ về phía cuối rừng trúc hô, "Mọi người xem, đối diện có người đi đến." Dương Khiết và Trì Trọng Thụy cũng thấy có bóng người, dáng cao gầy nhưng không thấy rõ mặt, đang chậm rãi đi về phía họ. Nữ đạo diễn lúc đó hỏi lại, "Là ai vậy? Mấy cậu có thấy rõ không?" Cả Dương Bân và Trì Trọng Thụy đều đáp, "Không thấy rõ mặt, không biết là ai." Dương Khiết lại nói, "Đi, chúng ta đi gặp hắn, để xem là ai." Họ liền đi theo bóng người lạ kia. Dương Khiết vừa đi vừa nói với Trì Trọng Thụy, "Lúc trước ở đây không có cây trúc, mà người còn ngồi trước cửa ăn dư hấu. Không nghĩ mới qua vài năm mà chúng đã mọc rậm rạp cao lớn như vậy." Bỗng nhiên Dương Bân la lên, "Anh chị xem kìa, người nọ lui về rồi." Dương Khiết lúc này mới để ý, bóng người ấy dường như đang muốn tránh né họ. Dương Khiết vẫn nghĩ là người nào đó trong đoàn phim, bèn nói, "Chúng ta đi nhanh lên, đuổi theo xem là ai." Họ bước nhanh tới, nhưng bóng người kia lại còn nhanh hơn, sau đó lập tức biến mất ngay cuối dãy phòng. Khi đi đến cuối dãy phòng, nhóm của Dương Khiết phát hiện một lối đi bên phải nối với một cổng vòm. Dương Bân chỉ vào cổng vòm nói, "Anh ta ở chỗ đó, lại còn duỗi đầu ra xem chúng ta kìa." Dương Khiết quay đầu nhìn lại, nhưng thật sự không thấy một ai. Thế nhưng cả Dương Bân và Trì Trọng Thụy đều nói, "Thật sự có người ở đó, hắn còn nghiêng người xem chúng ta mà." Nghe vậy, Dương Khiết gọi hai người cùng đi qua xem, nhưng không biết tại sao họ đều đứng như trời trồng. Thấy vậy, bà tự mình tiến tới cổng vòm, nhưng không có bóng người nào. Dương Khiết quay lại nói với Dương Bân và Trì Trọng Thụy, "Không có ai hết, hai người có hoa mắt không vậy?" Hai người vẫn đứng đó không đáp lại, bà không biết lúc đó cả hai đã bị dọa đến kinh hồn bạt vía thế nào, nên vẫn điềm nhiên về phòng như không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, mọi người đi Tây Lăng quay phim. Khi ở nhà bảo tàng của Tây Lăng, Dương Khiết nhìn thấy một bản giới thiệu như sau. Hành cung phụ cận Tây Lăng là quàng của vua Quang Tự trong 3 năm để chờ cung điện đặt linh cữu xây xong. Sau này, linh cữu của Trân Phi cũng được đặt tại đây nửa năm trước khi chôn cất. Lúc đó Dương Khiết sinh ra hứng thú với hành cung này, liền gọi phó chủ nhiệm sản xuất đoàn phim Lý Hồng Sương đến xem bản giới thiệu. Bà nói, "Không biết hành cung ở đâu, khi nào rảnh chúng ta đi xem thử." Lý Hồng Sương nói, "Ơ này, chỗ chúng ta ở không phải là hành cung sao?" Nghe vậy, Dương Khiết giật mình nói, "Cái gì? Chúng ta sẽ nghỉ tại hành cung? Linh cữu của vua Quang Tự đặt tại chỗ đó." Lý Hồng Sương đáp, "Đúng vậy." Dương Khiết lúc này mới nhớ tới bóng người xuất hiện tối hôm qua, kinh sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy khắp người. Bà nghĩ chẳng lẽ đó là linh hồn của vua Quang Tự? Sự kiện không thể giải thích. Khi đó,
Ngay tại chỗ quay phim cũng xuất hiện một chuyện kỳ dị. Lúc diễn viên quần chúng hóa trang xong, chỉ chờ tới cảnh diễn của mình, người quản lý đạo cụ Trần Chí Tài đang khát nước thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo vải hoa, tay bế một đứa trẻ đẩy cửa vào một căn phòng ở nhà bảo tàng. Ông bèn cầm ly đi theo xin nước uống. Không ngờ khi vào phòng, lại không thấy người phụ nữ kia ở đâu. Ông tìm khắp phòng cũng không thấy cửa ra khác. Con gái nhà nhà của Dương Khiết đang ngồi dưới gốc cổ thụ bên nhà bảo tàng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô cũng nhìn thấy người phụ nữ kia đi vào phòng, tóc thắt bím, mặc quần áo vải hoa, tay bế đứa trẻ. Sau đó Trần Chí Tài cầm ly đi vào theo rồi nhanh chóng rời đi, nhưng lại không thấy người phụ nữ kia đi ra. Hai sự kiện kỳ dị này khiến Dương Khiết vô cùng kinh ngạc, không thể nào giải thích được. Khi ăn trưa, bà kể lại hai việc này, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Đến buổi chiều, đoàn phim lại đến Tây Lăng, quay cảnh trên không cuối cùng để làm bối cảnh khi bốn thầy trò Đường Tăng phi thăng. Trên đường đi, Dương Khiết bỗng nhiên ngứa miệng, Tuần Hạo ngồi bên cạnh nhìn thấy kinh ngạc nói, đạo diễn, miệng chị sao lại sưng lên thế? Dương Khiết nghe vậy liền sờ miệng mình thì quả thật như vậy, miệng bị sưng lên không khác nào trừ bát giới, lại còn không ngừng sưng lớn hơn. Xe chạy đến nơi, Vương Sùng Thu nhìn thấy hoảng sợ, mau quay về tìm bác sĩ. Vì thế, họ lập tức lên ô tô chạy về nhà khách cho bác sĩ Tào đi theo đoàn phim thăm khám. Ông tranh thủ thời gian cho Dương Khiết uống thuốc, sau đó lập tức bắt bà về Bắc Kinh chữa trị. Dương Khiết và Vương Dùng Thu không ngờ trên đường đi, miệng bà dần dần xẹp lại, về đến nhà thì hoàn toàn khỏi hẳn. Thật sự rất quái lạ. Lúc đó bà nghĩ, chẳng lẽ âm hồn kia trách mình kể chuyện cho quá nhiều người nghe? Hồi tưởng lại những chuyện này, không ai có thể giải thích được. Về sau, phó quay phim Đường Kế Toàn mới nói cho Dương Khiết biết, ông lão canh cọm ở hành cung từng kể rằng, nơi đây không chỉ là nơi an nghỉ của vua Quang Tự và Trân Phi, mà còn có không ít người đã chết trên quảng trường kia. Vào thời kháng Nhật, cách mạng văn hóa đều có rất nhiều oan hồn. Và buổi tối ở đây thường xuyên nghe được tiếng khóc la. Đường Kế Toàn từng muốn đến xem quảng trường kia nhưng lại không dám. Dương Khiết cho biết, trước đây bà luôn muốn biết trên đời này thật sự có linh hồn hay không. Nhưng qua thể nghiệm phong phú lần này đã cho bà đáp án. Bà vẫn tin linh hồn là có thật. Do đó, Đường đạo diễn cảm thấy cái bóng kia và người phụ nữ bí ẩn đích thực là linh hồn người chết. Họ tồn tại và quanh quẩn tại nơi lúc còn sống đã ở qua.